Đừng nghĩ nữa, làm tới đi. Dù mục tiêu của bạn có to lớn và vĩ đại đến cỡ nào, nhưng bạn cứ chần chờ, không thực hiện thì nó mãi chỉ là một giấc mơ được gói ghém kỹ càng trong tiềm thức, hoặc được đánh máy một cách ngay ngắn trên một trang giấy mà không bao giờ được trở thành hiện thực. Để biến mục tiêu thành sự thật, bạn cần phải hành động. Bạn cần phải bắt đầu khởi động nó bằng những hành động đầu tiên. Ngay bây giờ, tôi cần bạn phải bắt tay vào hành động. Bạn phải nắm lấy cơ hội và vượt qua mọi rào cản của khó khăn, vượt qua mọi sự trì hoãn, do dự và nghi ngờ để khởi động mục tiêu của bạn. Hãy ngồi xuống và bắt đầu với một bản kế hoạch chi tiết. Tôi muốn bạn phải làm nó ngay bây giờ. Đừng chần chừ thêm nữa, đừng lãng phí thời gian chỉ để sợ hãi và phân vân. Đừng để những khó khăn làm nhiễu loạn tâm trí bạn. Bất cứ hành trình nào cũng có nhiều khó khăn. Đó là điều hiển nhiên mà bất cứ ai cũng sẽ phải gặp. Cứ làm đi, tiếp tục tiến lên về phía trước. Dù có bất kỳ điều gì xảy ra, dù bạn gặp bất cứ khó khăn nào, bạn cũng không được phép dừng lại. Một khi đã bắt đầu, bạn chỉ có duy nhất một sự lựa chọn, đó là liên tục tiến lên phía trước để dẫn đầu, hoặc do dự để bị bỏ lại ở phía sau. Đôi khi bạn sẽ bị đả kích bởi những người xung quanh, đôi khi bạn sẽ bị một vài người cản trở, nhưng đừng nao núng, đừng để bị phân tâm. Hãy chỉ nhìn về phía trước, hãy chỉ nhìn về phía mục tiêu. Hãy kiên định với nó, quyết tâm thực hiện bằng được. Hãy nhớ rằng bạn chỉ được sống đúng một lần. Hãy nỗ lực để khiến mình trở nên tỏa sáng. Không một ai trên đời này sinh ra đã được định sẵn là sẽ thành công. Thành công là một sự theo đuổi, là một đích đến. Mà muốn đạt được nó, bạn phải liên tục chiến đấu và quyết tâm cao độ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Thành công không bao giờ là một sự ngẫu nhiên để bạn cứ ngồi đó chờ đợi vận may. Nếu bạn vẫn cứ ngồi đó sử dụng bàn phím để mỉa mai sự nỗ lực của người khác và dành phần lớn thời gian để nhận xét đánh giá bình phẩm về người này người kia, nếu bạn cứ ngồi đó ngáp ngắn ngáp dài chỉ trực chờ đến giờ nghỉ giải lao, nếu bạn cứ ngồi đó chơi game lướt Facebook từ ngày này qua ngày khác, nếu bạn cứ ngồi đó than thân trách phận than vãn về cuộc đời, nếu bạn cứ ngồi đó gánh tị về sự thành công của người khác, chẹp miệng than thở rằng bao giờ vận may của bạn mới tới, thì thành công không có cánh cửa dành cho bạn. Hãy thức dậy đi, hãy tỉnh ngộ đi. Dù xuất phát điểm của bạn là gì, dù bạn là ai, bạn cũng phải hành động chăm chỉ làm việc và không ngừng làm việc. Chỉ có cách đó, bạn mới có thể từng bước tiến gần hơn đến thành công. Đừng cho rằng bạn không thể thành công vì bạn không có bằng đại học. Đừng cho rằng nếu bạn làm phụ hồ thợ xây thì bạn không thể nào thành công. Trên đời này không có một nghề nghiệp nào được gọi là nghề thành công cả, mà chỉ có sự nỗ lực và phấn đấu trong công việc bạn mới tạo nên những thành tựu rực rỡ. Thành tựu đó chính là thành công của bạn. Nhiều người than vãn với tôi rằng: anh Ngọc Anh ơi, nhà em nghèo lắm, bố mẹ em không có đủ điều kiện để cho em ăn học, em thì chỉ làm công nhân thôi, vậy em có thể đầu tư để thành công hay không? Em có thể làm gì khác để tăng thu nhập không? Câu trả lời của tôi là bạn hoàn toàn có thể. Thậm chí tôi còn dám chắc chắn rằng bạn có thể thành công rực rỡ hơn những người khác nếu bạn có ý chí và đủ quyết tâm. Hãy lao động một cách nghiêm túc. Hãy rèn luyện cho mình thói quen hoàn thành mọi việc tốt nhất trong khả năng, từ những việc nhỏ nhặt nhất. Nếu công việc của bạn là cọ rửa nhà vệ sinh, hãy cũng phấn đấu để trở thành người cọ rửa vệ sinh sạch sẽ nhất. Bạn làm tốt một việc, bạn sẽ làm tốt những việc tiếp theo. Bố mẹ không có điều kiện cho chúng ta ăn học, vậy bạn hãy cứ đi làm bất kỳ việc gì có thể kiếm ra tiền, miễn là hợp pháp. Hãy tiết kiệm để bạn có thể vừa học vừa làm. Tuổi trẻ, bạn có sức khỏe, bạn có ý chí, bạn có niềm tin, bạn hoàn toàn có thể làm chủ vận mệnh của mình. Bạn sẽ không thể thành công nếu bạn giữ suy nghĩ mình sẽ mãi là một người công nhân, nhưng khi bạn muốn thoát khỏi nó, bạn sẽ luôn có cách. Tiền không phải là rào cản cho sự phát triển của bạn. Nếu không đủ tiền để chi trả học phí cho một khóa học, hãy học trên mạng. Internet là kho tri thức khổng lồ của toàn nhân loại, bạn có thể tận dụng để học nó bất kỳ điều gì bạn muốn. Nếu bạn thích bán hàng, thích tìm hiểu về đầu tư, thích kinh doanh và mong muốn phát triển bản thân, thì hãy dành 10 phút mỗi ngày theo dõi video trên kênh YouTube của tôi. Sự chăm chỉ, tích lũy đều đặn mỗi ngày sẽ giúp bạn thay đổi. Hãy theo đuổi thành công. Đó là cách duy nhất để 5, 10 năm sau, thành công sẽ đuổi theo bạn. Có thể một vài người
khi nghe video này sẽ nhếch môi cười khẩy hoặc dùng bàn phím để gõ đôi lời chấm biếm rằng thì người giàu thì sẽ không bao giờ dạy người khác làm giàu, rằng thì người thành công sẽ không bao giờ có thời gian để làm YouTube kêu gọi đăng ký và nhấn like, rằng thì anh đã thành công chưa mà đòi đi dạy đời người khác. Tôi không làm những điều này để đi dạy đời ai cả. Tôi chỉ dùng những kiến thức của mình và kinh nghiệm kinh doanh đúc rút từ mấy chục năm qua chia sẻ lại với bạn. Hãy xem kiến thức mà tôi chia sẻ như là một gợi ý. Nếu áp dụng nó mà sẽ có cơ hội thành công, nhưng nếu bạn không làm gì cả thì thành công sẽ không bao giờ tới. Đừng để ý đến mục đích của tôi là gì. Nó không quan trọng bằng việc bạn sẽ nhận được gì và phát triển nó ra sao. Hãy quan tâm đến giá trị mà tôi có thể mang lại cho bạn. Hãy dành thời gian suy nghĩ làm cách nào để mình có thể áp dụng những giá trị đó vào công việc và làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Tất cả chúng ta từ khi sinh ra đều là một tờ giấy trắng. Mỗi người đều có quyền quyết định sẽ vẽ gì lên đó. Có những tờ giấy sẽ biến thành kiệt tác vô giá để đời. Có những tờ giấy sẽ biến thành một tờ giấy lộn, không chút giá trị. Bạn muốn mình là tờ giấy nào là do bạn quyết định. Hãy sống vì những ước mơ của mình, sống cuộc đời mà bạn muốn, trở thành người mà bạn vẫn ao ước ngay từ lúc này. Hãy dũng cảm, quyết định và hành động không nao núng. Nếu vấp ngã, hãy đứng lên làm lại. Vấp ngã nhiều lần không có nghĩa là bạn không thể thành công. Dù bạn đã vấp ngã cả chục, cả trăm lần, đừng vội nản lòng bỏ cuộc. Bạn không thể biết mình đã đạt được 99% của cuộc hành trình. Chỉ còn 1% nữa thôi bạn sẽ giành chiến thắng. Cơ hội này chỉ có một và bạn đã chờ đợi nó từ lâu lắm rồi. Cố lên một chút nữa, cố lên thêm một chút nữa. Khoảnh khắc này chỉ đến duy nhất một lần. Nỗ lực về đích hay dừng lại để phải khởi động lại cả một hành trình phụ thuộc vào quyết tâm của bạn ngay lúc này. Không có áp lực, không có kim cương, không có đau đớn, không có thành công. Hãy bứt phá để cán đích hành trình này, để có cơ hội tự hào rằng bạn đã sống hết mình, cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ. Hãy like và share nếu video này giúp bạn thức tỉnh. Chúc bạn luôn tràn đầy năng lượng trên hành trình tiến tới thành công.